ăn đủ đây. Bánh ngon quá. Mẹ ơi, mẹ. Trời ơi, kêu cái gì vậy? Mẹ đang bận biết bao nhiêu là việc nhà. Mẹ, tại sao mẹ chỉ mua có nhiêu đây bánh cho con thôi? Con muốn mẹ mua nhiều nhiều á. Nhiều ở đâu ra hả? Mẹ mua nhiều chứ đâu phải là mua ít đâu. Nhưng mà con ăn miết à. Con ăn á bao nhiêu mà chịu cho nổi. Con ăn nhiều cho nên á là nó mau hết phải rồi. Nhưng mà ngày mai á mẹ mua gấp 2 gấp 3 lần như hôm nay cho con nha. Con muốn ăn thật nhiều. Trời đất, con gái con nứa gì mà ăn hàng cái sợ vậy hả? Mẹ thua con luôn á. Ăn ít thôi. Con nói rồi á, nhưng mà bánh này á là không được ai đụng như của con. Biết chưa? Kể cả mẹ cũng không được luôn. Ơ con này, bánh mẹ mua mà mẹ không được ăn sao? Đúng vậy, đây là bánh của con. Mẹ mua cho con thì nó là của con. Mẹ bó tay con luôn á. Bánh ngon quá đi. Hôm nay mình lại tiếp tục ăn bánh nạp sô-cô-la. Ơi, sô-cô-la này nó thơm và nó ngon làm sao á. Nhưng mà tự nhiên mình đau bụng quá. Để mình đi toilet cắn mình ra mình ăn tiếp. Công việc nhà gì á mà làm mãi là mãi chả thấy hết. Đói bụng quá. Sẵn có bánh, để mình ăn một miếng cho no cái đã. Xong rồi, đỡ cái bụng. Bây giờ mình phải đi làm việc tiếp đây. Cha anh Thủ còn nấu cơm nấu nước cho cha con nó ăn nữa. Đúng là thân phận làm phụ nữ thiệt khổ hết sức. Lê lê lê, thoải mái quá đi mất. Bây giờ mình ăn tiếp thôi. Ơ, cái gì vậy nè? Đâu hết một miếng sô-cô-la rồi? Chợm, chợm ư? Không phải. Mẹ, mẹ ơi mẹ, mẹ ơi. Mất bánh, mất sô-cô-la rồi, mẹ. Trời đất ơi, cái gì mà la lớn em xùm vậy hả? Con có thể nào để yên cho mẹ làm xong việc nhà hay không? Con có biết là mẹ bận lắm không? Con không phụ họ được gì mà suốt ngày cứ mẹ ơi mẹ à. Cái gì? Bánh, sô-cô-la, sô-cô-la của con mất rồi. Chắc là chó mèo gì nó ăn của con rồi. Chó mèo? Chó mèo nào ăn của con? Nhà mình làm gì có chó mèo? Nhà mình đâu có nuôi chó mèo. Vậy sao tự nhiên ăn mất bánh rồi? Hay là ăn trộm? Ăn trộm nào mà ăn trộm bánh của con? Người ta ăn trộm đồ đắt giá. Bánh nè, sô-cô-la mẹ ăn đấy. Con cứ làm quá lên. Chỉ có một miếng sô-cô-la. Mẹ đói quá cho nên mẹ ăn đỡ rồi. Sô-cô-la của con mà mẹ cũng ăn được hả? Nhưng mai mốt mẹ ăn mẹ phải hỏi ý con chứ. Mẹ thật là quá đáng. Làm con cứ tiện chó mèo hay trộm vô ăn sô-cô-la của con. Con đừng có tham ăn vừa thôi nha. Mẹ ăn mà dám bảo là chó mèo hả? Mẹ ăn một miếng thì đã sao? Chẳng phải mấy cái thứ này cũng là mẹ mua à? Mẹ mua cho con. Mẹ muốn ăn thì mẹ mua của mẹ đi. Chẳng phải mỗi lần bánh gì hay là cái gì của mẹ mua con đều tự ý lấy ăn đó sao? Thôi, mẹ đi làm việc tiếp đây. Tưởng đâu chuyện gì cứ la toán lên. Con phải trả cái. Vậy là mình đã bị mất một miếng sô-cô-la tròn sao? Ăn như vậy thì đâu có đủ mình đâu. Thiệt là bực mình mà. Làm mẹ rồi muốn ăn của mình sao cũng ăn à. À, Chibi Trắng, con đang làm cái gì vậy? Thì con đang vẫn làm một công việc rất là quan trọng hàng ngày đó thôi. Công việc quan trọng hàng ngày gì sao mẹ không biết? Thì là ăn bánh nè. Cái con nhỏ này, xíu nữa có mẹ con của cô Tuyết qua chơi. Con nhớ chơi với con bé con của cô Tuyết nha không? Nhớ, có bánh nè, sẵn có bánh cho em qua, nó ăn chung. Không nha, không đời nào. Chơi chung thì được, nhưng mà ăn bánh của con tuyệt đối không. Con nói rồi đó. Cái con nhỏ này, mày hư tao quýnh mày chết vậy cho. Thôi đó, mẹ đi xuống bếp chuẩn bị một số đồ ăn. Còn á, con có cô Tuyết vào thì kêu mẹ lên. Đồ ăn của mình mà tự nhiên kêu cho người ta là sao? Thiệt là quá đáng. Ơi, chào con Chibi Trắng, mẹ con có nhà không? À dạ, mẹ con dưới bếp, để con kêu mẹ con lên. Mẹ ơi, mẹ, có cô Tuyết qua chơi kìa. Chibi Tuyết, con chào chị đi con. Dạ, em chào chị. Chị chào em. Chào thôi nha, chứ đừng có lăm le cái dĩa bánh của mình á. Nhưng mà nhìn cái mắt của nó, sao nó lăm le cái bánh của mình vậy kìa. Bánh ngon quá, có kem, có sô-cô-la kìa. Ngon quá. Mẹ ơi, mẹ. Gì vậy con? Có, chị Chibi Trắng có bánh kìa. Được, thì bánh của chị, con không được phép tự ý ăn biết chưa, là đồ của chị. Dạ, con biết rồi. Ơi, Tuyết, bà qua chơi rồi đó hả? Dắt theo con gái nữa nha, con gái bà xinh thế. Chị cứ khen, con bé Chibi Trắng nhà chị cũng xinh quá trời là xinh kìa. Nó xinh nhưng mà nó tham ăn lắm. Ơ kìa mẹ, sao mẹ nói con tham ăn? Chả phải tham ăn sao? Cái đó là của con, chứ không phải là cần, cho nên là không ai được phép đụng vô của con. Đó là lịch sự, chứ không phải là tham ăn. Thôi cô mau lấy bánh cho con của cô Tuyết ăn đi kìa. Không, bánh này là của con không cho ai đâu nhé. Mình phải ôm vào người, không được ai đụng tới bất kỳ một miếng nào của mình cả. Là của mình. Trời đất ơi, cái con nhỏ này. Mày,
Bây giờ con có cho em một miếng bánh hay không? Không, là của con. Thôi chị ơi, được rồi, con bé nó không ăn ngọt đâu. Mẹ, con muốn ăn bánh. Chị Chibi Trắng ơi, chị cho em một miếng bánh đi được không? Tránh xa đâu ra, tao đã bảo là bánh của tao, mày không được tới gần. Chị ơi, mẹ ơi, Chibi Trắng dữ quá, mẹ chỉ không cho con mà còn chửi con nữa. Thôi, của chị, để xíu nữa mẹ về rồi mẹ mua cho con nha. Dạ. Trời ơi, con làm mẹ xấu hổ quá Chibi Trắng à. Tại sao con lại tham ăn gì hết? Con cắt có cả một dĩa bánh, chưa kể là trong tủ còn cả đống thế kia. Con cho em một miếng thì đã làm sao? Thôi, ngoan, nghe lời mẹ, mua đi. Rồi ngày mai mẹ sẽ mua thêm bánh cho con. Con đã bảo là không rồi. Thôi, mẹ chơi với lại cô Tuyết với con cô Tuyết gì. Con đi vô phòng phản với một mình con đây. Cái con nhỏ này. Thôi, kệ nó đi chị, con nít mà. Bánh của mình, tự nhiên bắt chia cho người ta. Nghĩ sao vậy? Một mình ăn còn không đủ nữa là. Mẹ đúng nó kỳ cục ghê luôn. Thôi, mình ăn lẹ để nó, con bé nó lại vô nó xin xỏ. Cái con nhỏ này không được rồi. Thiệt tình tham ăn gì đâu á. Thôi kệ nó đi, dù gì á nó cũng là con nít. Con nhỏ Chibi Tím nhà em cũng thế thôi, cũng tham ăn phết ra. Có bánh kẹo gì là dấu khư khư của mình. Mẹ, không có nha, con không có. Con dặn, ai xin con dẫn cho mà. Chỉ có điều, bánh của con thì phải hỏi ý kiến con chứ không được tự ý. Giống như lúc nãy, con phải xin phép chị Chibi Trắng. Nếu như chị Chi Bay Trắng cho thì con mới được ăn, đúng không cô? Ừ, đúng rồi, chị Bì Tím ngoan thiệt. Thôi, cũng muộn rồi, tôi về đây. Mẹ, nhớ mua bánh cho con. Ừ, mẹ biết rồi. Thôi, thưa cô về đi Chi Bì Tím. Con thưa cô, con về. Ừ, con ngoan, về đi. Bữa sau con qua đây, nhất định cô sẽ mua thiệt nhiều bánh cho con ăn. Mà cô sẽ không cho chị Chi Bì Trắng. Sao lại không cho chị Bì Trắng hả cô? Con bé nó tham ăn lắm, phần của nó muốn ăn thì ăn. Còn cái phần mà cô mua là của cô, cô sẽ cho con. Dạ, con cảm ơn cô. Vậy là sao con sẽ ghé qua ạ? Mình đi về thôi mẹ. Thôi, em về nha chị. Ừ. Một dĩa bánh như thế này, con Chibi Trắng nhà mình nó thấy mà nó không phải thèm gì thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ ngồi ăn trước mặt nó. Lê, thôi mẹ con đi mết đi chơi về. Vô nhà tắm rửa rồi ngủ nghỉ đi. Dạ. Wow, bánh. Trời đất ơi, bánh ở đâu ra mẹ có nhiều bánh vậy? Ngon quá đi mất. Bỏ cái tay của con ra. Sao vậy mẹ? Chẳng phải bánh này mẹ mua cho con sao? Không phải, đây là bánh của mẹ, mẹ mua cho mẹ chứ mẹ không có mua cho con. Phần của con á, con ăn hết thì con ráng chịu. Mà hình như là mẹ thấy con mà. Dạ đúng là con, nhưng mẹ con cũng muốn ăn cái này nữa. Mẹ bảo không là không. Đây là phần của mẹ, phần của mẹ thì con ăn cũng được mà. Mắc mớ gì mà mẹ phải làm dữ lên như thế? Ừ, thì của mẹ cho nên con không được phép ăn. Của mình thì mình ăn chứ. Chẳng phải mỗi lúc bánh của con, mẹ ăn một miếng hay là ai ăn một miếng, con là toán lên thế kia. Con bảo là của con cơ mà. Thì bây giờ mẹ không thèm ăn của con nữa. Mẹ tự mua, mẹ tự ăn. Mẹ thiệt là kỳ cục. Của mẹ thì con ăn một miếng có sao đâu. Mẹ tham ăn hết, cả một dĩa đầy thêm cơ mà. Cho con một miếng chả làm sao. Nhưng mà mẹ thích thế đấy. Con nói mẹ tham ăn hả? Mẹ không hề tham ăn, là con là người tham ăn. Còn quá trời bánh cũng là do mẹ mua. Vậy á mà mẹ ăn của con một miếng, con lại la lên. Rồi con của cô Tuyết nữa, xin con cũng không cho. Con là mẹ xấu hổ quá. Bây giờ mẹ phải tự đi mua phần của mẹ. Chẳng phải con nói mẹ muốn ăn thì tự đi mua sao? Còn bây giờ phần của mẹ con đừng đụng vô. Dạ con. Sao, con thấy khó chịu không hả? Khi mà hả con hả? Con xin người khác không cho như vậy. Trong khi á người ta có rất là nhiều mà mình xin một miếng không cho. Dạ con biết lỗi rồi. Từ nay con không có như vậy nữa. Từ nay con sẽ không có tham ăn. Ai xin con sẽ cho người ta, mà người ta không xin con cũng cho luôn. Con cũng sẽ chia sẻ với người khác. Con chắc chưa? Dạ con chắc mà. Nhưng mà cho con ăn đi, con thèm lắm rồi, con chịu hết nổi rồi. Đó, thôi đi cô nương. Lần này tôi tha cho đó nha. Lần sau mà tham ăn cái kiểu đó nữa là biết tay với mẹ. Lạ hay lần sau mẹ không mua bánh cho con nữa luôn đó. Ăn đi. Tôi á, mua là mua cho cô rồi. Chỉ ba cái bánh này vui vui ăn một cái. Chứ có ham ăn hấp uống gì cho con đâu. Dạ, con cảm ơn mẹ. Vậy là nguyên cái dĩa này là của con đúng không? Đó, bây giờ tham ăn nữa rồi đó. Dạ không có. Thôi, ăn đi. Đó các bạn ơi, qua câu chuyện này thì các bạn thấy đừng có tham ăn như mình nha. Không có tốt và rất là xấu luôn. Và câu chuyện đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.